Quý vị chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Gia đình Tài tử với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam Maritime Bank. Thưa quý vị, ngày hôm nay nếu như đội nào vượt qua thử thách của chương trình sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 14 triệu đồng. Trong đó có số tiền thưởng 10 triệu đồng của ban tổ chức và 4 triệu đồng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam Maritime Bank là 4 triệu. Và chúng tôi sẽ chuyển ngay lập tức qua dịch vụ Internet Banking. Và nếu như đội nào chưa thắng cuộc thì sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 2 triệu đồng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với Gia đình Tài tử. Wow! Thử thách hôm nay sẽ có liên quan tới cái vật dụng kỳ lạ trên tay sứ giả đây. Chắc khán giả cũng tò mò lắm đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ đi gặp gia đình của thử thách ngày hôm nay trước cái đã. Đi nào! Lạ ha, quán cà phê mà sao đóng cửa, không kinh doanh ta? Có ai bán quán không? Mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình. Cô sinh viên 21 tuổi Nguyễn Thị Mỹ Ninh được phong danh hiệu trưởng đoàn khi tuổi đời còn khá trẻ. Giữ vai trò trụ cột trong gia đình là bác Nguyễn Văn Thắng, ba ruột của Mỹ Ninh. Người phụ nữ luôn nở nụ cười vui tươi này chính là mẹ ruột của Mỹ Ninh, cô Phạm Thị Ngọc Thanh. Còn anh chàng bụ bẫm này là cậu em út Nguyễn Vũ Trung Sơn, 9 tuổi. Cùng anh trai là Nguyễn Vũ Tuấn Anh và em trai Nguyễn Vũ Tú Anh. Cùng ông anh họ Phạm Xuân Phi, 26 tuổi và cô cháu họ Nguyễn Trà My, vừa tròn 6 tuổi. Hôm nay sứ giả tới là để trao thử thách cho gia đình, để cho thêm phần hấp dẫn thì sẽ... Đây là thử thách của sứ giả chứ không phải của chương trình, thử thách của sứ giả sẽ dành cho gia đình. Gia đình đoán coi với đạo cụ lạ lùng này thì mình thử thách của mình sẽ là gì nhỉ? Lăn bóng bàn. Hả? Lăn bóng bàn. Lắc. Lăn trái bóng bàn. À, lăn đá bóng bàn đây hả? Lăn cho nó vô đây. Không, vậy là có một cái banh ở trong đây. Có một cái banh ở đây sẵn rồi, cái mình lắc sao cho nó rớt ra ngoài. Không, này giống ném bóng rổ, banh rổ à. À, ném bóng rổ. Sứ giả nghĩ là cũng có cái đúng rồi đó. Bây giờ có dữ liệu tiếp theo nha, dữ liệu tiếp theo. Đây. Cả nhà đoán ra được chưa? Cứng ra ném vô thì. Thôi gì giờ mình không cần phải đoán nữa đâu. Để sứ giả sẽ dẫn cả gia đình mình ra địa điểm mà ekip đã set up sẵn. Thì cả nhà sẽ đoán được thử thách là gì. À, xin mời cả nhà. Đây. Đi. Mời cả gia đình. Thử thách của cả gia đình đây. Thấy là khó rồi. Ngon mà uống ngọt. Mời gia đình mình đứng vô đây. Mời gia đình mình đứng qua đây. Cao quá. Chưa đoán ra. Ném qua đây, ném qua đây rớt đây. Được, không để gia đình mình mất thời gian đoán thêm nữa. Bây giờ là lúc công bố thử thách của gia đình. Thử thách thả hứng bóng tennis. Bộ đầu cụ gồm một khung sắt cao hơn người chơi 20 cm, một giày gỗ do ban tổ chức cung cấp, trên giày có một lỗ nhỏ đường kính 10 cm để hứng bóng, có lưới phía dưới lỗ. Người chơi thực hiện việc thả và hứng bóng tennis vào lỗ nhỏ trên giày. Trong thời gian 1 phút 10 giây, người chơi hứng được 10 quả bóng tennis vào lỗ là chiến thắng. Cố lên! Nào! Ba cố lên! Ủa? Oh. Đừng có thao chuồng! Wow! 10 giây đã trôi qua! Tiếp! Ba trái! Tiếp tục! Cố lên! 52 giây! Wow! Chuẩn bị, thời gian bắt đầu! Lạch rồi! Tiếp! Cố lên! Cố lên mẹ ơi! Rồi! Rồi xong! Chính xác! Mẹ coi trên lại chút! Rồi đúng rồi! Coi lại chút nữa! Coi lại tí nữa, đấy! 20 giây đã trôi qua! Lùi xuống tí! Đó. Rồi, một trái! 40 giây đã qua! Vào, hai trái! Còn 10 giây! 10 giây! Rồi, ba trái! 3, 2, 1! Hết giờ. Nói dễ thì cũng dễ mà nói khó cũng không khó đâu. Chúc là gia đình mình trong một quá trình luyện tập một tuần sau sẽ giành được thành công. 1, 2, 3. Yeah. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ họ trên sân khấu này để xem họ có vượt qua thử thách của chương trình này không. Mời gia đình của chị Nguyễn Thị Mỹ Ninh. Ninh đang làm gì? Dạ, em đang đi học năm 3 bên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật, chuyên ngành diễn viên sân khấu điện ảnh. Diễn viên sân khấu điện ảnh hả? Dạ. Giờ thử đóng vai bà già đi. Già thiệt là già luôn. Diễn viên mà bắt đầu.
Ui giời. Cụ người ở đâu nhỉ? Cụ người ở Hải Dương. Hải Dương à? Hải Dương có bánh đậu xanh không ạ? Ngon lắm. Ngon à? Cụ mấy tuổi rồi? Cụ năm nay 101 rồi. Ôi, ôi, ôi. Anh Thắng làm nghề gì? Mình bây giờ đang làm nghề may mặc. Rồi con chị? Dạ, cũng làm nghề may, hai chồng cùng luôn anh. Thấy giọng này giọng Hải Dương nè hả? Dạ, giọng Bắc Ninh anh ơi. Bắc Ninh à? Quan Họ. Quan Họ. Quan Họ hát hay lắm này. Hát thử nào. Lên xin đi. Mời. Một em nhớ đôi bạn chung tình, hai em nhớ yêu điều, ba em nhớ tiếng nói, bốn em mới nhớ đến người đồng tâm. Hà hồi hà, hứ hồi hứ là hứ hồi hứ. Mười nhớ cái gì hả? Dạ. Tới số mấy thì nhớ tới Quyền Linh? Dạ, lúc nào cũng nhớ hết tới 10 luôn ạ. Cảm ơn chị nha. Dạ. À, xin chào hai chàng trai. Dạ, xin chào chú Quyền Linh ạ. Hôm nay thấy sân chơi này vui không? Dạ, vui hết sức, nhưng mà thấy chú Quyền Linh thì suýt nữa tim nó rớt ra ngoài. Ủa sao vậy? Tại đứng trên sân khấu run quá. Run quá, đâu có gì đâu run bình thường quá. Hôm nay chúng ta sẽ cố gắng chinh phục thử thách để nhận giá trị giải thưởng là 14 triệu đồng. Vì thực sự thoải mái chưa? Thoải mái hết rồi ha. Chúng ta xem lại hình ảnh 7 ngày qua mình luyện tập như thế nào. Mời cả nhà. Sau khi sứ giả ra về, điều đầu tiên mà những thành viên trong gia đình Mỹ Ninh thực hiện chính là bắt tay ngay vào việc tập luyện thử thách. Vào thời điểm chập chững tiếp xúc với thử thách như thế này thì cùng chung số phận chính là cụm từ phổ biến dành tặng cho mọi thành viên trong gia đình. Ngày tiếp theo, tình hình tập luyện có vẻ khả quan hơn khi bác Thắng đã đưa được banh vào lưới. Nhưng vấn đề nan giải bây giờ chính là thời gian. Lúc trước còn nhắc nhở bố tập luyện thì bây giờ người ta lại chứng kiến cảnh anh chàng này đang hăng say thả hướng bóng với chiều cao khá đặc biệt. Tập luyện với dáng đứng có 102 như thế này thì không biết có hiệu quả hay không đây Mỹ Minh ơi. Còn với bác gái vui tính, với kiểu vừa tập vừa cười thế này thì thành công là rất không khả thi. Ngày thứ 5 sắp trôi qua, bác Thanh quyết định tập trung luyện tập vì lúc này áp lực 14 triệu đang đè nặng lên đôi chân mạnh mẽ của người đàn ông trụ cột trong gia đình. Và điều gì đến cũng đã đến với gia đình Mỹ Ninh. Thay vì tổ chức ăn mừng thành quả vừa đạt được thì gia đình lại tổ chức một cuộc thi ném bóng lẫn nhau để lên dây cót tinh thần. Và bây giờ cái lưới được bác Thắng thả và hứng bóng trong suốt một tuần qua lại được thay thế bằng phương pháp hứng bóng độc đáo này đây. Một tuần gắn bó với hoạt động thả hứng bóng, một tuần gắn kết với tình cảm gia đình thì... Ủa luyện tập nó rắc rối quá rồi, mệt rồi, thấy người này chọi người kia nữa là sao anh Thắng? Là những cái ngẫu hứng để gia đình có những cái liên kết, nó trong, vui vẻ. Bây giờ chúng ta sẽ đón chào thử thách của chương trình. Quyền Linh sẽ đọc thử thách lại một lần nữa cho cả nhà cùng nghe. Thử thách thả hứng bóng tennis. Người chơi mang giày gỗ do ban tổ chức cung cấp. Trong thời gian 1 phút 10 giây, người chơi hứng được 10 quả bóng tennis vào lỗ là chiến thắng. Trong suốt quá trình thực hiện thử thách, chân mang giày không được chạm vào bục gỗ.
thất bại khi hết thời gian, người chơi không hứng được 10 quả bóng như quy định. Trong đoạn clip thì Quỳnh Linh thấy rằng là bé áo vàng còn tập hết sức là sung. Con thấy trò chơi này vui không? Dạ vui. Vui hả? Con làm được không? Dạ không. Con có tin gia đình mình chiến thắng được 14 triệu không? Dạ được. Được. Chúng ta sẽ cử ai để thực hiện thử thách ạ? Xin mời anh Thắng. Mình là người thử thách. Anh cử anh luôn. Ok. Mình tự bầu. Tự bầu mình luôn hả? Mà anh kiểm tra lại các đầu cụ của chương trình. Đúng như những gì anh đã tập cho anh Thắng. Ok. Mà anh bước vào vị trí xuất phát. Nếu như được 14 triệu thì anh sẽ dùng nó làm gì? Một phần thì mình sẽ mua chiếc xe đạp cho thằng con trai út. Còn một phần còn lại thì mình sẽ cùng với nhà cả gia đình tổ chức đi du lịch đâu đó để xả chết. Anh Thắng sẽ nói gì với những thành viên gia đình đang chờ đợi thử thách của anh? Mình sẽ cố gắng hết mình vì những người đang đứng phía sau mình. Những người đứng phía sau nói gì với anh Thắng nào? Anh cứ cố lên, không sao đâu, vui là chính, chơi hết mình. Ba cứ cố gắng lên, nếu mà Hà thua là tất cả tại ba, gia đình không có trách. Ba cố lên. Rồi, rất cảm ơn. 14 triệu, 22 triệu, sẵn sàng. Thời gian bắt đầu. Không được rồi. 1. Mới một quả thôi. 2 quả. 3. 4. Năm. Sáu. Anh còn 40 giây. Bảy. Tám. Anh còn 32 giây. 32 giây. Chín. Anh còn 25 giây. Hay quá, chúc mừng cả nhà. Như vậy là với 1 phút 10 giây, anh Thắng đã chinh phục thử thách chúng tôi và giá trị giải thưởng là 14 triệu đồng. Trong đó 10 triệu đồng của ban tổ chức và 4 triệu đồng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam Maritime Bank. Chúng tôi sẽ chuyển khoản ngay lập tức toàn bộ số tiền này cho gia đình qua dịch vụ Internet Banking của Maritime Bank. Xin mời. Còn chương trình thứ hai thế nào? Mời quý vị hướng về màn hình.